Xin chào tất cả mọi người nha. Thì chia sẻ cái video cái quy trình phá chuối cũng như là làm đất để trồng chuối cấy mô nha cả nhà. Cho mọi người tham khảo nha. Đây vườn chuối nhà này. Anh em phá. Đấy. Đấy. Phá chặt xuống rồi cái dây tưới thì mình đã lôi ra ngoài hết rồi nha mọi người, để mình đốt. Đốt rồi mình trồng chuối mới nha, để chia sẻ cái vườn này với cái vườn kế bên luôn cho mọi người biết nha. Cắt hết lá xuống vậy nè, người ta thì người ta cắt hết lá chừa cây lại vậy nha cả nhà, rồi người ta đốt lá luôn đây. Anh em ít thì lu bu công việc quá, chặt xuống luôn, chặt lá chặt cây xuống luôn đây. Anh em đang ngồi nghỉ mệt rồi, đang cũng giờ chiều rồi, chuẩn bị nghỉ rồi cả nhà. Đây nha cả nhà, có cái liềm á, cái liềm thì đi cắt hết lá xuống trước nha. Hết lá xuống hơi khô rồi đốt, nó hay ít thì làm luôn hết. Chặt hết cây xuống, phát xuống hết mấy cái này cũng chặt hết xuống luôn, cắt lá xuống trước đốt được, còn không thì phát lá xuống cho rời ra rồi chặt nha. Ở đây phát hết lá xuống rồi nha cả nhà, phát hết lá xuống cho nó khô trước này, rồi mình chặt cây sau. Chỗ này nè cũng chuẩn bị phát này. Đây hai trái mít vườn nhà để về bán mọi người. Xịt cỏ trước nha mọi người, xịt cỏ cho nó chết rồi phát xuống rồi đốt luôn nha. Xịt cỏ chết hết rồi là phát, đợi cho nó khô nha mọi người. Đợi cho nó khô xong rồi bắt đầu mình đốt. Đây này, mình qua cái vườn kế bên, cái vườn lớn bên này cho mọi người xem luôn. Bên này là chặt đốt làm đất hết rồi. Giới thiệu cái công việc hàng ngày của những người làm nông nha mọi người. Cho mọi người xem để biết là cái công việc chẳng hạn như là trồng chuối như thế nào, rồi phá chuối làm sao, rồi đốt trồng làm đất nha, cái quy trình như thế nào nha. Đấy. Anh em nào chưa có làm thì tham khảo, còn anh em làm rồi thì anh em cũng đã biết rồi. Vườn nhà thì anh em đang phá nha, còn bên này cái vườn lớn bên này thì những video trước nếu mà mọi người coi rồi thì mọi người biết nha, cái vườn lớn bên này mười mấy ngàn cây nè. Lại qua bên này là cái mô hình phá và làm nè, qua cho mọi người xem nè. Đây, cái vườn bên này năm nay múc đường mương rãnh thoát nước hết nha cả nhà. Vườn này là cái vườn mười mấy ngàn cây đó. Hôm trước quay cho mọi người xem đó. Đây, cái vườn lớn bên này là phá hết nha cả nhà, cắt lá xuống trước nha, cắt lá xuống trước rồi mới chặt cây. Đấy. Làm bét hết rồi nè, làm dây mới hết nha. Năm nay bên cái vườn bên này là ông anh bên này làm dây mới hết, nhà thấy nè, đẩy dây mới hết, mới cắm bét luôn nè. Đây máy múc lỗ nha, nhà thấy máy múc lỗ nè. Còn những cái gốc chuối này nè, nó chết hết rồi cả nhà, nó không lên được nữa đâu. Đó, mọi người coi nè, cái này là xịt thuốc lưu dẫn nha, phát xong rồi nó xì trò lên, giờ là xịt một phát một là chết hết. Cả nhà thấy nè, cả nhà thấy không, vườn chuối bạc ngàn đây, bét mới luôn nè mọi người, dây mới luôn, chưa tưới luôn, chưa trồng chuối nha. Mấy cái gốc chuối này làm đấy, như đầu video thì có chia sẻ đó, là mình cắt lá xuống hết cho nó khô cho nó gọn, có cái liềm á mọi người, cắt lá rồi chặt cây, rồi là cây như vậy là xịt hoặc là mình chích gì đó bằng thuốc lưu dẫn á mọi người, là nó chết hết, nó không có lên nữa đó. Mọi người thấy nè, nó chết đen hết rồi, đâu cần phải cắt nó lên nè, bét mới bút lậu hết rồi nha. Cái vườn chuối này mười mấy ngàn cây rồi. Dây là mọi người thấy không? Một hàng nha, một hàng rải dây, một hàng mình bỏ rồi rải, một hàng rải. Đấy, đây hàng kế bên. Đấy. Cứ một hàng làm, một hàng mình không làm là nó phủ qua lại vừa nha. Còn từ cái bét này nè,
Từ cái bét này qua cái bét bên kia thì khoảng 2 mét rưỡi thôi cả nhà. 2 mét rưỡi gần 3 mét thôi, 2 mét rưỡi. Múc lỗ hết rồi. Cái này mai mốt xuống con chuối rồi là như thế nào rồi có gì thì chia sẻ đến mọi người để mọi người tham khảo nha. Mọi người thấy mênh mông. Chia sẻ cái quy trình phá chuối với lại làm đất. À còn quên nữa mọi người. Cái lỗ này nha, lót phân nha. Rồi rải vôi này kia nha cả nhà. Nếu mà đất của mình mà làm mấy vụ rồi thì phải rải vôi này kia nha, còn đất này thì mới có một vụ à. Thì cái này chắc mấy bữa cũng phải rải vôi rồi. Thấy cái đầu trên kia thấy đang lót phân. Cái thì kích thước cũng như cũ nha. Cũng cứ múc ở giữa giữa khe nè. Đó, nó cứ giữa giữa giữa. Mấy cái dãy mé đồi trên kia người ta cũng phá cái chuối cái mô này hết. Chuối dài cái mô này hết. Ở đây là anh em hay gọi là chuối cái mô Đài Loan đấy. Chuối dài Nam Mỹ rồi đó mọi người. Thôi chia sẻ cái quy trình phá chuối với lại cái khâu làm đất nha. Làm đất thì múc lỗ vậy thôi. Rồi rải vôi hay gì đó. Rồi đường dây tưới này, cho mọi người tham khảo thôi. Kết thúc video nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn thành công nha.